Một ngày mùa đã đến, nắng hay mưa, luôn thơm ngát hương hoa. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mãi ấm thêm vui, khắp muôn nơi rộn rã vang tiếng cười. Vui ngày mới, gia đình bên nhau, yêu thương chưa tràn đầy, nào cùng hòa vang câu ca. Tham gia chương trình Vợ Cô Là Số 1 tuần này với sự góp mặt của ba gia đình. Cảm ơn nước rửa chén xốp thơm tươi mát, sạch sạch bóng đã đồng hành cùng với chương trình. Người dẫn chương trình là MC Đại Nghĩa. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Và cảm ơn nhãn hàng nước và bột giặt xốp trắng sạch ngát hương hoa chấp hết nắng mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và thưa bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Và xin chúc cho tất cả bà con cô bác sẽ có một cái kỳ nghỉ lễ thật vui, thật hạnh phúc bên những người thân của mình nha. Và trong hôm nay chúng ta sẽ đến với ba gia đình đến từ những nơi khác nhau. Họ về đây để cùng tham gia Vợ Tôi Là Số 1. Ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên. Xin chào. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào khán giả trong trường quay và hai đội cùng chơi. Mình tên là Hoàng Xuân, đứng kế bên mình là Hồng Thái, nghề nghiệp là giáo viên. Kết hôn với nhau được 14 năm và có một bé trai 10 tuổi ạ. Hai vợ chồng mình đến từ đâu em? Dạ Tiền Giang ạ. Đến từ Tiền Giang, cảm ơn em. Tiếp theo, gia đình số 2. Dạ em tên là Trần Thanh Thảo, năm nay em 38 tuổi, nghề nghiệp em là buôn bán. Chồng em là Lê Hà Nam, anh 41 tuổi, nghề nghiệp là công an. Hai chồng em lấy nhau được gần 9 năm, có hai bé. Một bé là bữa nay sinh nhật của em, bé đó luôn là 6 tuổi và một bé trai 30 tháng. Cảm ơn em nha. Tiếp theo mình làm quen với gia đình số 3 nè, mời em giới thiệu. Em tên là Tường Vi, chồng em là Hoàng Thiên, em đến từ Kiên Giang. Tại chồng em là giảng viên trường đại học Kiên Giang, em là nhân viên văn phòng. Hiện tại hai chồng em là được một bé gái, tháng 8 này được 3 tuổi. Chẳng qua là 2 năm dịch vừa qua mình không có ra ngoài được như bao nhiêu người khác. Cho nên là hơi buồn chút xíu thôi đúng không? Không sao, nỗi buồn đó mình sẽ được giải quyết hết trong ngày hôm nay khi mình tham gia Vợ Tôi Là Số 1 nha. Mời tất cả các bạn chúng ta về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, dấu ấn kỷ niệm. Đầu tiên sẽ là gia đình Hoàng Xuân và Hồng Thái. Thói quen nào của chồng khiến vợ luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc? Cái thói quen đó bắt đầu từ khi nào và tới nay được bao lâu rồi? Đáp án của em là gì? Thói quen yêu thương. Thói quen yêu thương được thể hiện ra sao em? Dạ yêu thương ở đây tức nghĩa là biết san sẻ với vợ và chăm sóc con cùng với nhau. Là từ lúc mới yêu tới giờ luôn. Dạ 14 năm rồi. Dạ. Chưa bao giờ cảm thấy cái thói quen này nó sao nhãng. Dạ. Hạnh phúc và ấm áp đúng không em? Dạ. Còn với Thái thì sao? Chăm sóc vợ con trùng khớp nè. 14 năm qua là em vẫn giữ cho mình cái tình yêu dành cho vợ con. Đúng rồi, đó là thành thói quen luôn. Với đàn ông thì nhiều khi gia đình vẫn là số 1, vợ con vẫn là số 1. Làm sao để giữ cho mình được một cái tình yêu nó vững bền như thế mà không có bị sao nhãng hay bị lung lạc bởi những người xung quanh? Theo nguyên tắc của em là đến cơ quan là làm việc cơ quan, khi về nhà là bỏ tất cả, chỉ có gia đình thôi. Cũng chưa gặp trường hợp đó, tại vì vô trường thì chủ yếu là dạy thôi, chơi với đồng nghiệp thì uống cà phê đồ vậy thôi, chủ yếu là đồng nghiệp nam. Rồi cũng chưa gặp đối tượng. Chắc là chưa. Nhưng mà đến giờ phút này 14 năm thì anh nghĩ rằng em đã là một người đàn ông tuyệt vời rồi. Cảm ơn em. Nhà mình 1.500 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với gia đình của Thanh Thảo và Hà Nam. Mời hai em nhìn lên màn hình. Dễ thương quá, trời ơi. Nhìn tấm hình là mình thấy một cái sự hạnh phúc viên mãn. Câu hỏi như sau: hai con thích đi du lịch ở đâu? Biển, núi hay là đi du lịch sinh thái? Kỷ niệm nào của con mà hai vợ chồng nhớ nhất đó là vào thời gian nào? Rồi chưa? Mời Nam. Hai con thích đi du lịch biển. Trong năm nay thì cũng có dẫn hai bé đi tắm biển ở Vũng Tàu, thì hai bé đều rất là thích tắm biển. Tắm biển xong rồi không chịu lên, rồi nói lên thôi cho tắm hồ bơi. Thì lên hồ bơi xong lại tắm tiếp, tắm tới lạnh tím tái luôn. Trời mà cũng không chịu lên. Tính tôi mê nước lắm, tôi mê học nước. Đó là vào năm 2021, 2022 ha? Khoảng đó. Còn Thảo, trùng khớp, chúc mừng gia đình mình 1.500 điểm. Tiếp, gia đình Tường Vi, Hoàng Thiên. Mời hai em nhìn lên màn hình. Trời ơi,
cái giây phút này là một cái giây phút rất là thiêng liêng nè. Tấm hình này do ai chụp? Chụp vào ngày tháng năm nào? Và cảm xúc đầu tiên của chồng khi thấy hai mẹ con là gì? À, là bác sĩ sản chụp bức hình này. Vậy mà anh cứ tưởng em là người chụp không đó. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2019 là ngày sinh của bé. Vừa mừng vừa lo, có khóc nữa đúng không? Cái cảm giác nó như thế nào em có thể nói rõ hơn được không? Dạ, thưa với anh Đại Nghĩa và quý vị khán giả, thì do là em bé nó ra đời là trước một vài tuần. Cái nhất, cái hai nữa là cũng phải can thiệp phẫu thuật để mà cho bé nó được an toàn, với mẹ được an toàn. Rồi lúc mà khi mà đưa vô thì là đưa ở dưới cái căn phòng ở dưới tầng trệt á. Lúc đó thì cứ nghĩ rằng vô xanh không, mà xong rồi đi thấy đi rất là lâu, 2-3 tiếng hồi sau không thấy tin tức gì chân. Khi mà phát lo lên đó thì là ở một cái căn phòng khác rất là xa, rồi nó rất là lo, rất là sợ, không biết chuyện gì, cứ kêu tên của em. Rồi lúc đó chạy lên thì em bé đã được bác sĩ hộ sinh đưa ra. Thì cái kỷ niệm lớn nhất là có rất là nhiều người cha ở đó, nhưng mà khi mà bác sĩ thấy em rồi thì nói là cha à, lại bồng con nè, nghĩa là con gái của em nó rất là giống em. Lúc đó thì cảm xúc nó vừa mừng vừa lo. Rồi khi mà thấy vợ em thì em nhào lên ôm vợ em, thì em cũng có khóc. Khóc. Cái khoảnh khắc đó anh nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào dù có mạnh mẽ tới đâu cũng rơi nước mắt em à. Yeah. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc khi thấy mẹ tròn con vui ha. Bây giờ em kể cho anh nghe mà anh còn cảm xúc nè. Anh vẫn có cảm xúc nè, chứ đừng nói chi nếu như anh mà là em thì chắc khóc tới cỡ nào. Dạ, nhưng thưa anh, lúc đó là khi mà đưa vô thì vợ em rất là khỏe khoắn, còn chung còn trò chuyện. Khi mà vô nhìn vợ mình, cái khăn trải giường toàn là máu thôi, và cái gương mặt rất là phờ phạc. Và xung quanh thì chung là không có ai hết trơn, chỉ có mình anh, vợ em nằm trong phòng lạnh. Thương em, anh không kìm được cảm xúc. Qua những thời khắc như thế đó, mình mới biết quý trọng và mình yêu thương cái người phụ nữ của mình nhiều hơn khi họ đã hy sinh, đôi khi muốn đánh đổi cả tính mạng của mình để có cho mình được một đứa con như vậy ha. Còn với em thì sao nào? À, bác sĩ chụp nè, 16 tháng 8 năm 2019, khóc ôm con và hát, có hát nữa hả em? Dạ, đại con khóc quá, cái lúc mà em mang bầu á là anh Thiên chồng em á hay giờ hát cho con nghe trong bụng á. Cái ra ngoài cái nó khóc quá, ảnh hát vậy mà nó nín. Em nhìn cái khoảnh khắc đó em thấy thế nào? Em cũng vừa vui mừng rồi cũng vừa xúc động. Hạnh phúc lắm đúng không? Dạ. Chúc mừng em, chúc mừng gia đình nhỏ của mình nha. Và nhà em sẽ được nhận 1.500 điểm. Ở vòng thi này thì cả ba người phụ nữ đều đạt điểm số tối đa, cho nên là họ được tiến xuống một ô. Đầu tiên, anh mời Xuân, em chọn ô bên nào? Em chọn ô bên trái. Mời em, bên trái, sáng đèn. Quà dành cho mình là một cái quạt máy. Tiếp theo anh mời Thảo. Ô bên phải, không có đèn. Và cuối cùng là Vi, em chọn bên nào? Em chọn bên phải. Mời em, bên phải. Bên phải, sáng đèn. Vi là một cái nồi cơm điện. Điểm số của ba gia đình như sau: Hoàng Xuân, Thanh Thảo và Tường Vi mỗi nhà đều nhận 1.500 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, tâm đầu ý hợp. Thưa bà con, cô bác, chúng ta đang ở vòng thi thứ hai. Vòng này mang tên tâm đầu ý hợp, là một vòng thi rất là quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng nói quen vậy thôi, chứ cũng có không ít người lên đây và bị phạm quy. Đó là cái điều mà Đại Nghĩa luôn nhắc tất cả những người chơi, cố gắng đừng để bị phạm quy Thảo nhé. Mời em nhìn lên màn hình. Phần quà đến từ nhà tài trợ Shop. Chủ đề dành cho em đó là chủ đề tính cách. Thời gian bắt đầu. Có chứ. Sức mạnh. Từ sao? Cái từ cuối cùng á. Mạnh mẽ. Anh là người sao? Trọng tỉnh, hiền, hiền lành. Thường sốt ta xài cái gì? Nhiệt kế. Đúng rồi, từ đầu. Nhiệt tình. Trước từ xúc là từ gì? Cảm. Mình sống sao cảm? Cảm tính. Những mẹ hát gì cả? Cảm tình. Hay cảm ngược tính. Lại, ngược lại. Tình cảm. Chính xác. Ăn. Ăn ngay nói thẳng. Gần đúng rồi. Sai từ cuối. Ăn ngay nói trái với giả. Trái với giả là gì? Ăn ngay nói thật. Chính xác. Rồi. Không. Anh là người sao? Đấu nghĩa với cái từ
hết giờ. Rồi, như vậy là nhà mình có được 4 từ khóa, 2.000 điểm. Chúc mừng em. Tiếp theo gia đình của Tường Vi, ông xã của Vi sẽ diễn tả cho Vi đoán. Mời em nhìn lên màn hình. Chủ đề ăn uống, thời gian bắt đầu. Rồi, bây giờ anh nói cái từ thứ nhất ha, có hai chữ ha. À, hôm qua mình ghé cái quán cà phê thì em kêu cái gì để mình gọi đồ uống? Menu. Tiếng Việt á, tiếng Việt em. Thực đơn. Rồi, chính xác. Bây giờ cái quán mà quán nhậu á, thường người ta sẽ cho mình một cái món ăn cuối cùng á, là gọi là cái gì? Có hai từ. Tráng miệng. Rồi, chính xác. Rồi, cái anh nói cái từ thứ ba ha, cái này có ba chữ ha. Mà mình ăn cái gì đó mình cảm thấy ngon miệng, người ta gọi là cái gì? Cái hộp. Cái này kêu bằng cái gì? Cái miệng. Tiếng Hán Việt kêu bằng cái gì? Cái hộp khẩu vị. Rồi, chính xác. Rồi. Cái từ thứ tư có hai chữ ha, 168 nè. Quán Rồi, trùng khớp từ khóa rồi. Có 4 chữ ha. Gia đình mình được phường mới trao cho một cái gì để ghi nhận mình là không cờ bạc, không rượu chè, không tệ nạn xã hội. Rồi bây giờ mình trúng được hai chữ cuối ha. Rồi hai chữ tiếp theo đó là ăn uống tất cả các cái thứ mà gọi chung lại là mình gọi là cái món gì? Cho hóa ẩm thực. Chính xác, trùng khớp. Hay đi nhậu lắm phải không? Thế kể toàn tên quán nhậu không mà. Ngay cả cái từ tráng miệng á, em làm như chỉ có quán nhậu mới có món tráng miệng vậy đó. Nhà mình được 4 từ khóa, 2.000 điểm, chúc mừng em. Tiếp theo gia đình của Xuân, Thái sẽ là người diễn tả. Mời em nhìn lên màn hình. Đó là quà của nhà tài trợ nhãn hàng Shop dành tặng cho chúng ta. Chủ đề hoạt động của trẻ. Thời gian bắt đầu. Từ thứ nhất có hai từ. Thường trước khi bé ngủ á, mình nam nó thường gì kêu anh làm gì để cho anh ngủ? Ru bé. Không phải ru mà dỗ bé. Dỗ. Cổ tích, cổ tích, cổ tích. Đọc sách. Chị hai từ. Cậu góp từ khóa rồi. Từ thứ hai gồm có hai từ. Con cỏ. Vẽ. Vẽ tranh. Chính xác. Từ thứ ba có hai từ luôn nha. Sơn tinh, thủy tinh là anh đang làm gì? Đang kể. Không phải kể mà là gì? Nhìn vào trong sách. Ngày xưa, ngày xưa. Đọc thì sách. Thất ngôn bất cú đường lực gọi là gì? Những bài thơ. Đó. Đọc thơ. Đúng rồi, đúng rồi. Thơ. Mùa xuân này anh sẽ cưới em. Gồm có ba từ nha. Mùa xuân này anh sẽ cưới em. Anh đang làm gì? Đang múa. Cái miệng anh đang làm gì? Đang hát. À, mình uống nước bằng cái gì? Ly. Bằng ngủ. Ca. À. Rồi. Đang ca hát. Không có từ đầu là mùa xuân này ca gì nữa? Múa. Múa rồi. Múa ca. Đọc ngược lại. Ca múa. Còn rồi, từ nữa. Ca múa hát. Chính xác. Đúng rồi. Rồi. 5 4 từ cuối cùng có 4 từ. Đá bóng. Đá bóng. Thể thao. Gọi chung đó là gì? Vận động. Tốt giờ. Học trò. Từ khóa cuối cùng đó là trò chơi vận động. Nha. Tiếc quá, nhà mình diễn tả được có 3 từ, mang về 1.500 điểm. Ở vòng thi này thì gia đình của Thảo và Vi là bằng điểm nhau, có điểm số cao hơn khi giải mã được cả 4 từ khóa, chỉ thiếu là một từ thôi. Cho nên là hai em sẽ được tiến xuống một ô. Trước tiên mời Thảo. Em bên phải. Mời em bên phải. Bên phải. Không sáng đèn. Còn Vi? Em bên phải. Bên phải, mời em. Cũng không sáng đèn luôn. Và chúng ta xem là điểm số của cả ba gia đình nha. Hoàng Xuân 3.000 điểm, Thanh Thảo 3.500 điểm và Tường Vi 3.500 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ ba. Vòng này thì mấy ông chồng được vào hỗ trợ vợ mình luôn. Vòng thi mang tên Tổ ấm gia đình. Thưa bà con, ở vòng thi thứ ba này, thử thách mà chúng tôi đặt ra cũng rất là đơn giản, có tên là đoán tên bài hát. Mà người hát là ai, không ai xa lạ hết, là người thân của các bạn đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi đã quay hình những người thân đó. Họ sẽ hát những bài hát rất là quen thuộc, nhưng không hát rõ lời. Họ chỉ hát giai điệu, ngân nga trong miệng thôi. Và khi chúng ta nghe, nếu như ai mà đoán đúng được tên bài hát đó, thì mình sẽ được cộng điểm nha. Và đặc biệt, nếu như mà là người thân của mình đang hát mà mình trả lời đúng á, thì mình được cộng 2 điểm. Còn nếu như mà người thân của người khác hát
mà mình đoán đúng thì mình được cộng 1 điểm mà thôi. Các bạn nhớ nha. Và bây giờ mời các bạn hướng mắt lên màn hình để xem đây là ai, người thân của ai, là anh của em tên gì nè. Tên Trần Nhật Quang. Xin chào, mình là Quang, là anh trai của Vi. Hôm nay đến chương trình thì anh chúc Vi may mắn, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất. Quang, rồi bây giờ mình nghe Quang hát nha. Rồi anh mời gia đình của Vi nè. Đây là bài Ba Ngọn Nến Lung Linh. Thuộc không? Dạ thuộc được đoạn nhỏ anh. Hát tặng mọi người nghe đoạn nè. Dạ, cả nhà mình cùng hát nha. 2, 3. Cha là cây nếm vàng, mẹ là cây nếm xanh, con là cây nếm hồng, ba ngọn nếm lung linh, thắp sáng một gia đình, thắp sáng một gia đình. Chúc mừng em chính xác. Đó là bài Ba Ngọn Nếm Lung Linh. Tiếp theo bài gì đây? Mời gia đình của Thảo. Em là bông hồng nhỏ. Em là bông hồng nhỏ. Chưa đúng. Em là hoa hồng nhỏ. Em là hoa hồng nhỏ, dạ. Chính xác, chúc mừng em. Và trong bài hát mà mình thấy nói cho đúng ha, dạ. Mặc dù bông với hoa cũng vậy thôi. Dạ dạ. Rồi tiếp theo nha. Chào mọi người, mình tên là Thảo, là em của chị Thảo và anh Nam. Hôm nay mình sẽ đến chương trình với họ vai trò là hỗ trợ hai anh chị. Xin cảm ơn. Rồi Thảo, em của Thảo luôn. Mời gia đình của em. Bài mùng 8 tháng 3. Chưa đúng. Mời em. Và bông hồng tặng cô. Bông hồng tặng cô. Chưa đúng. Ở đây các bạn đều đoán được cái bài hát đó, nhưng mà để gọi là đúng tên của bài hát thì chưa đúng. Bài này có tên là Bông Hoa Mừng Cô. Tiếp nha. Xin chào cô chú và anh chị, con là Phạm Nguyên Phúc, con của cha Hái và mẹ Xuân. Hôm nay con sẽ đọc bài đầu tiên. Mời em. Dạ thưa anh, đây là bài Chú Cho Con ở Bản Đồ. Chính xác, Chú Cho Con ở Bản Đồ. Dạ, đây là bài ruột của con gái em. Bài này con gái em hay hát hả? Dạ con gái em tên ở nhà hay gọi là bé Dôi. À bé Dôi, anh đang nghe cái giai điệu quen thuộc biết liền. Dạ. Rồi cảm ơn con trai nha. Chúng ta vẫn còn hai bài hát nữa, và hai bài này sẽ nhờ hai bạn khán giả có mặt tại trường quay hát để cho chúng ta đoán. Em trai tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Kha David ạ. Ok, một bạn trai. Đây, bây giờ em hát rõ cái giai điệu cho ba gia đình bên kia đoán nha. Bắt đầu. Mời Xuân. À, tựa bài là Con Cò Bé Bé. Chính xác, Con Cò Bé Bé. Cảm ơn em trai. Tiếp theo em gái tên gì nè? Dạ em tên là Nguyễn Thị Tiết Hồng. Tiết Hồng, rồi mời Hồng. Mời gia đình Thảo. Chứ anh đã nghĩa bài này là bài Lý Cây Bông. Phải không Hồng? Dạ phải. Chính xác, chúc mừng em. Rồi cảm ơn hai em nha, mời hai em về chỗ của mình. Và sau một tiếng vừa rồi, chúng tôi tổng kết số lượt bài hát mà các bạn đoán chính xác thì điểm số như sau. Thảo và Vi, các bạn đoán được nhiều hơn, điểm số bằng nhau là 3 điểm. Còn Xuân thì đoán được có một bài thôi, cho nên là chỉ được 1 điểm. Vì vậy ở cái trò chơi này, vòng thi này thì Thảo và Vi là người chiến thắng, cho nên hai em sẽ được tiến xuống một ô. Anh mời Thảo trước nè. Dạ, ở bên phải. Bên phải. Bên phải sáng đèn. Và Thảo sẽ nhận được phần quà là một cái nồi chiên không dầu. Thích không em? Dạ thích. Cái này rất là phù hợp với những người phụ nữ nội trợ ha. Sẽ chế biến được nhiều món ăn ngon mà không có phải nhiều dầu mỡ. Tiếp theo mời Vi. Em vẫn bên phải. Bên phải. Bên phải. Không sáng đèn. Chúng ta xem điểm tổng số của ba gia đình sau các vòng thi. Hoàng Xuân 5.000 điểm, Thanh Thảo 6.500 điểm và Tư Vi 6.500 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ chia tay với gia đình của Hoàng Xuân tại đây. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt mang tên Chìa Khóa Hạnh Phúc. Chúng tôi sẽ có một từ khóa trung tâm là một ô chữ cùng với 5 câu hỏi dành cho hai gia đình. Cứ mỗi một câu hỏi trả lời đúng được mở ra một vài ô tương ứng ở đây. Sau 3 câu hỏi có thể đoán cái từ khóa trung tâm này là gì. Sau 3 câu nếu chúng ta đoán được cái từ khóa trung tâm này là gì, chúng ta sẽ được 5.000 điểm. Sau câu số 4,
Nếu chúng ta đoán được cái từ khóa trung tâm này, chúng ta sẽ được 3.000 điểm. Và sau 5 câu thì gia đình nào đoán được thì mình sẽ được cộng thêm 1.000 điểm từ cái từ khóa trung tâm này. Chào đón bà con cô bác đã đến với vòng thi cuối cùng mang tên Chìa khóa hạnh phúc với hai gia đình của Thảo và Vi. Câu số 1 nè. Đây là câu hỏi đến từ nhà tài trợ shop Trắng Sạch Ngát Hương Hoa chấp hết nắng mưa của nước và bột giặt shop. Vào những ngày thời tiết nắng mưa thất thường, để tránh quần áo bị ẩm ướt, nấm mốc và có mùi khó chịu, chúng ta không nên giặt đồ vào ban đêm, đúng hay sai? Mời Thảo. Dạ đúng, giờ giặt đồ ban đêm cũng lâu khô rồi nó sẽ bị ẩm mốc, sẽ bị hôi. Cho nên là dạ, mình giặt đồ ban ngày, trời có nắng thì tốt hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là câu trả lời chính xác, mở ô chữ. Tiếp theo câu số 2. Bánh xèo Nam Bộ là món ăn dân dã thơm ngon, kết hợp nhiều hương vị khác nhau. Hãy kể tên ít nhất 5 nguyên liệu chính để chuẩn bị làm món bánh xèo Nam Bộ đặc trưng này. Mời Vi. Dạ thưa anh, là dưới quê mẹ em hay làm là bột gạo, rồi bỏ chút bột mì, rồi bỏ hành, bỏ bột nghệ, bỏ nước cốt dừa. Thì muốn ngọt thì cho thêm tí đường. Muốn ngọt cho thêm tí đường. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng em. Đó là khi chúng ta quậy bột và khi chúng ta bắt đầu đổ bánh á, thì chúng ta có thể cho nhân vào trong, có thể là thịt nè, ba chỉ nè, rồi gì nữa, tôm tép đúng không, hoặc là giá nè, hoặc là nếu như ai mà ăn bánh xèo chay thì có thể là cho các loại nấm vào trong đó nữa, cũng rất là ngon nha. Mở ô chữ nào. Bây giờ có ai đoán được gì chưa? Mời em. Rồi, mời em. Dạ, chắc là anh Đại Nghĩa, em xin đoán cái ô chữ này là cơm lành canh ngọt. Câu này có ý nghĩa như thế nào em? Dạ, ý nói là gia đình hòa thuận thì ăn cơm nó sẽ ngon. Dạ. Gia đình hòa thuận thì bữa cơm nào nó cũng sẽ là một cái bữa ăn đặc sản với mình ha. Dạ. Ngon lành. Cơm lành canh ngọt. Chính xác, chúc mừng em. Câu số 2 thôi là các bạn đã đoán được cái từ khóa trung tâm rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta xem coi điểm số của hai gia đình là bao nhiêu. Điểm số hai gia đình như sau. Wow, Thanh Thảo 12.500 điểm và Tường Vi 7.500 điểm. Xin chúc mừng gia đình Thanh Thảo. Rồi tạm chia tay với gia đình Tường Vi tại đây nha. Hai em có thể xuống dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Chúc mừng gia đình của Thảo. Và bây giờ Nam sẽ lấy những sản phẩm của shop để lên đầu cân bên kia nha, để coi coi là mình mang về ngày hôm nay được khoảng bao nhiêu cái sản phẩm này. Chương trình ngày hôm nay về ba là gia đình của Hoàng Xuân với giải thưởng trị giá là 5 triệu đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì là gia đình của Tường Vi, giải thưởng là 7.500.000 đồng và sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của Thanh Thảo, giải thưởng trị giá 12.500.000 đồng và sản phẩm của nhà tài trợ. Và cảm ơn nhãn hàng nước và bột giặt xốp Trắng Sạch Ngát Hương Hoa chấp hết nắng mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau lúc 20:30 chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm